xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh của mình. Thì cái clip hôm nay tiếp tục là những cái clip thử thách bản thân tiếp theo dành cho mình do các bạn yêu cầu. Thì những cái dịch vụ cháo hành nào mà ngon nhất thì đều được các bạn chào đón rất là nhiệt tình. Thế mới thốn nhá. Rồi và hôm nay mình sẽ làm một cái bộ súng thật sự là nó mắc huyền thoại luôn. Cái bộ súng này thì xuất hiện ở trong cái con trang nhỏ. Đó là cái khẩu MP5N và khẩu lục M911. Đấy, đây. Thì khẩu lục thì mình mới cường hóa lên một cấp để mình lấy cái điểm cường hóa đây, mình nâng cấp cho cái tài khoản này mà. Thì hiện tại cái tài khoản này đang cấp rất là thấp cho nên là mình đang rất cần những cái điểm cường hóa và điểm thiên phú. Rồi lần này mình sẽ lao lên luôn hồ báo. Đây. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Ui may quá. Ngay cái tình huống vừa rồi đối mặt với thằng nhân cầm đắc, may mà mình đấm mồm. Ô. Đùa nhau à. Người ta đang cảm xúc dâng trào, bạn lại cầm đá và bạn nhét vào họng mình. Cứ ngồi đợi đấy cho bạn chơi warm luôn này. Cầm ngắm này, không lo mà chạy đi. Rồi, mất tiếp rồi. Đâu rồi? Rồi chuồn rồi, rất là nhanh luôn. Đây hai tên. Ô, ok. Ngu người luôn. Khẩu này thì mới level 1 mà cho nên là đêm những ông nào mà đeo giáp 6, giáp 8 thật sự là mũi đốt xe lu. Bình tĩnh thôi. Đâu rồi nhỉ? Rồi chắc là chết rồi. Ú, đằng sau lưng mình. Lại thì. Rồi xong luôn, ăn qua bom đồng đội chết rất là một cái chết gọi là rất là tuyệt vời luôn. À, thằng nít rồi, đâu rồi? Bạn chuyển hướng nhanh đấy, nhưng mà mình rất tiếc. Rồi, có bạn đã nhận ra được mình. Xin chào bạn nha. Ô thôi cám lợn tôi. Ui. Đây này. Ôi vãi hàng. Vào một tình huống mà mình cứ phải gọi là đè đầu cưỡi cổ nó, nhảy qua đầu nó, không có nó ra cái gì luôn. Cũng may bạn ấy hiền đấy, chứ không bạn xé xác mình luôn rồi. Tiếp tục nào, cho phát bom luôn. Anh em đâu, lao lên. Rồi hay quá. Nào lên nào. Đây rồi. Không sao. Ô đường sau lưng kìa. Rồi, ô sao toàn đồng đội KS hay thế nhỉ. Ô bình tĩnh thôi bạn ấy. Làm gì đây, hai tên. Rồi chuồn, hai tên cầm snip à. Đã vậy ra hốt luôn. Ô chạy nhanh nhỉ. Đây cái này, đấm mồm luôn. Rồi, ô đây hai tên. Ô thôi, cám lợn tôi. Chúng mày bắn yếu quá. Là nó mới level 1 mà. Đây rồi, xôi luôn. Ui, căn vào óc. Cái khẩu này cứ phải căn vào đầu thì may ra mới ăn được mạng. Mình căn mãi nãy giờ toàn xịt thôi. Đấy. Rồi nằm kia rồi. Ui. Nó không thấy mình này. Thôi xong. Cái khẩu lục này nó yếu mà nó còn ít đạn nữa. Rồi chết luôn. Thì cái ưu điểm của cái khẩu lục này thì mình thấy mỗi cái ưu điểm duy nhất là thay đạn thì cực kỳ nhanh thôi. Đấy, rút súng nào cũng rất là nhanh, còn bắn với lại thay đạn với lại thật sự là nó rất là chán luôn. À, bắn với lại tốc độ bắn với lại lực của nó chứ, rất là chán. Ông kia, ông Lộc KS. Ông này có triệu công đâu, hỏi sao tôi không KS, người ta cứ phải lao lên đi chứ. Ông buồn cười. Lên nào. Chết đi. Anh em đâu? Úi giời ơi, đồng đội chết này. Sao nhìn thương thế. Đứng đây làm cái gì đấy bạn? Thôi cám lợn luôn, bị bên địch mai phục. Úi giời ơi, con lục này nó khắm lọ quá. Cầm đi, thật sự cầm đi cho nó hay thôi chứ còn. Đó, tôi chả đã làm ăn được cái gì cái khẩu lục này. Cầm mình dọa khí thôi mà. Có khác gì mình cầm chuối mình dọa khí đâu. Cho phát bom luôn. Mất được ít tiết thế nhỉ. Đây rồi. Snip á. Này chị, snip. Ô. Cái quát đời heo. Mậy nó sao vắt vừa rồi mà để snip nó giết kìa. Cũng là nhục. Nhục như một. Ô thôi, nó qua nhà này. Này qua nhà hổ báo này rồi. Đây, cái tác hại không công lên này. Bị địch nó qua nhà rồi, nó dẫn trước tỷ số kìa. Ui, hay quá, trèo lên này luôn. Ui, nó mới hồi sinh. Này thì hồi sinh này, rồi, tuyệt vời. Ui, rồi, cố lên. Thấy chưa, mình chỉ cần công một phát thôi là mình lại dẫn trước rồi. Ô, đằng sau.
Đúng đấy nhỉ. Thợ dẫn mai phục cái này ai chơi? Anh em đâu lên nào? Đúng rồi, chứ phải như bạn này này, mình thích. Hay lắm, lên nào lên nào. Cho phát bom luôn. Lần này thì không mất, không có một pha mất máu nào. Ở đâu ấy? Lên luôn, rồi. Bấm mồm luôn, rồi. Tuyệt vời. Ở đây nữa này, cầm ngắm chạy đi đâu đây? Ô ô ô, đâu đây rồi? Ở đâu đây, từ đằng sau mình này. Rồi, bấm mồm luôn, chuồn chuồn. 36 kế, chuồn ở thượng đế. Quăng phát bom luôn. Rồi, mù chưa? Mù mắt chưa? Úi dồi, rồi. Đang định nhảy lên, ai ngờ gặp cái thanh niên này. Nào, lên nào. Úi, ai gặp thanh niên cầm thông sơn này. Thôi sao? Đồng quá nhỉ. Rồi, tiếp tục nào. Mình cứ hồ bão thôi. Quấy tung rời lên. Việc gì phải xoắn. Đấy, úi, thanh niên này mù ấy sao mà lò dò thế. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, mình... Đó. Đang định nhảy lên. Thắng mề cái pha vừa rồi quá. Quăng phát bom luôn. Cho hai phát luôn, rồi. Lần này sẽ nhảy lên tiếp tục cái đường tiểu ngạch này. Ui thôi thôi thôi, cám lợn. Hồi sinh nhá, chơi luôn. Này thì mới hồi sinh này, rồi. Còn tên nào nữa? Ui, không thấy mình này. Mình đây này bạn ạ. Ui, lại mới hồi sinh rồi. Vẫn không thấy mình luôn. Hay nhỉ, cứ như người vô hình ấy. Đâu rồi? Ôi thôi. Tham ăn quá, cuối cùng ăn ngay quả bom. Thanh niên kia còn kêu mình tham ăn kìa. Cuộc đời mà bạn cứ phải bon chen. Tiếp tục nào, lên nào. Còn một mạng để đến mình, đến mình. Đâu rồi? Một mạng đâu rồi? Một mạng quý giá đâu rồi? Ô đây này, đây này. Ô thôi, xong luôn. May cho bạn nha. Thanh niên giơ cái lưng ra chống ngay cái mông vào mặt mình. Không coi mình ra cái gì luôn. Khốn nạn thế. Rồi, trận đấu kết thúc cái trận đấu đầu tiên khá là phê đấy. Nhảy nhót tung rời cái ép được khá là nhiều mạng bằng khẩu súng này. Rồi lên cấp luôn. Mình vào cái điểm cường hóa mình lên cấp tí. Đây. Hiện tại cái tài khoản này level 29 mà, với lại cường hóa cũng được có mấy khẩu thôi, cho nên là cái điểm mấy cái điểm này nó rất là thấp luôn. Rồi, ô trận đấu thứ hai sao ghép nhanh thế nhỉ? Vừa mới ấn vào phát vào luôn này. Rồi, trận đấu thứ hai là một cái map mình cực kỳ thích. Anh em đâu tấn công lên luôn. Việc gì phải xoắn nhỉ? Lên luôn nào. Lung linh là lên luôn. Ui giời ơi. Trời ơi, gì ăn phát bom này thốn quá. À 6 lòng. Ai 6 lòng này. Đây thì cầm khẩu gì đây xa mắt ạ. Thôi. Sao đông thế. Sao ông này biết mình lao lên mà sao ra hỗ trợ kịp thời thế. Rồi thanh niên FC Legend kia chơi gì đã kêu hack. Không biết ai hack cho ta. Rồi, đối mặt rồi, cầm sân nếp anh làm gì đây? Lối lủng ta đi anh ơi. À, hay quá anh nhỉ. Vâng, anh ngầm một khẩu tracker, anh cân luôn. Ghê vồn. Tiếp tục nào. Đấy, ăn bom đi. Rồi, bom bên địch quăng rất là nhiều. Nhưng mà những cái kỹ năng mà né bom của mình gọi là thần thánh rồi, không mất một tiết nào. Ô, chỗ này. Rồi, sót gần nào. Bình tĩnh nha. Mình thì cứ phải bình tĩnh, không phải gì phải vội hết. Trong này hình như có một tên này. Mình thì rất muốn lao lên đấy nhưng mà sợ nó thủ cho phát mù luôn. Nào lên nào. Mình cứ lò dò mình lên, mình ăn mạng. Ô đây này, chết này. Ôi dồi ôi, xả như vậy mà vẫn không chết nữa. Gặp đúng cái ông cầm 4A1 Spring này. Rồi. Nhà nó núp, ô. Rồi hay quá. Tiếp tục nào, ô, bạn nào nhận ra được mình thế kia, 2K1. Cho phát bom. Lên luôn. Giá như mà cái chế độ này là chế độ sinh, à chế độ đấu đội nhỉ. Mình mới tự tin mình quấy được. Chứ còn quấy lên một phát là xác định là xem TV đấy. Chứ không có ai, mình sẽ nhảy lên trên cao này. Ok, thôi. Đang định nhảy lên. Ôi, rồi hai tên luôn. Chuồn gấp. Ông nào mà đang còn thú bom là xác định là thôi đấy.
bên mình có một thanh niên chết chỗ này. Đâu rồi? Lùi về rất là nhanh luôn. Ô đây 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 đây. Sờ níp á. Sờ níp. Ô hai tên này rồi, một tên yếu máu rồi. Còn một tên nữa thôi. Lao ra đây. Ui. Còn ít tiết này, lần này lao ra luôn, ngại gì vết bẩn nha. Ui, hai tên. Rồi hay quá, thanh niên kia hỗ trợ kịp thời thế nhỉ. Cảm ơn bạn nha. Tiếp tục nào. Anh em cứ phải công lên hỗ trợ nhau thế. Một mình tôi lên xác định là chỉ có chết thôi. Mỗi góc một chỗ nút thế này ai dám lên. Ông này giá như ông này ngồi à, đây rồi. Ông này mà ngồi cho tôi nhảy lên, tôi lên tôi móc thì ngon nhỉ. À, ăn headshot nha. Ok. À đủ cái nút bắn. Định mệnh nút bắn bấm không ăn. Sao dạo này kim nút bắn bị sao ấy nhỉ? Ấn nhiều lúc ấn không ăn. Còn một tên nữa. Trong này rồi. Trong này rồi. Đâu rồi? Úi giời chạy nhanh nhỉ. Đâu rồi? À kia rồi. Ô. À đủ thanh niên đi lùi ạ. À. Ghê vồn, mình tưởng cứ vậy cắm đầu cắm cổ đi chứ. Ông này biết mình lao ra sao vừa đi lùi vừa kêm sniper luôn. Mình hơi khinh thường địch rồi. Tình huống vừa rồi là mình hơi chủ quan. Cuối cùng là chết một cái chết rất là ngu người luôn. Rồi còn một tình huống 1-1. Chúng ta sẽ xem coi như thế nào. Chẳng có lẽ cái trận đấu này là một cái trận đấu hòa hay sao? Ôi ông này, mấy ông này câu thời gian tôi quá. Thôi trận đấu này hòa rồi. Tiếp tục nào. Thật sự mà mình mà không công thì trận đấu rất là nhạt luôn. Cứ phải công lên như thế này này, phải hố bão lên. Sợ bố, sợ gì bố con thằng nào. Không có ai này. Sao phe bên liên minh thủ nhà bên mình lại cũng thủ theo. Chán đấy. Bom bom bom. Vẫn cấu được ít máu. Rồi ở nhà một tên. Đấy, ăn máu này. Từ từ mà gì á. Mình sẽ đi đường khác. Chứ còn nó biết mình nằm cái vị trí đấy rồi. Thôi xong. Nó bắt đầu nó công lên rồi đấy. Ôi sao đồng đội mình sao một tên núp ở nhà với một tên đứng ở trên cao kia làm cái gì không biết. Đấy rồi. Thôi xong. Ôi yếu máu luôn, gặp cái ông cầm ở 451 Spring. Ở đây nữa này. Sao đồng thế. Ui rồi. Con này thật sự đêm xa nó khá là yếu. Đây rồi. Thôi xong tôi. Đùa nó núp đằng sau luôn kìa. Vãi đồng đội, chán thế nhỉ. Toàn chơi thú này. Ở như cái bạn này này. Mình thích cái bạn này này, cầm sniper nhưng mà đấy lao lên hố báo như này. Rồi cố lên đi bạn ơi. Mình đặt mỗi niềm tin vào bạn thôi. Ủa thôi, hết giờ rồi à? Vãi hàng. Cái ông trên cao kia vẫn đứng đây kêm sniper được. Nào lên nào. Đùa hơi nhiều đấy. Đâu rồi? Chết luôn đi. Úi trời, đằng sau có nhảy ô. Núp. Hai tên núp luôn. Ghê quá. Thôi cám lợn rồi. Nhảy lên trên này coi xem coi. Rồi. Rồi, thần níp à, làm gì đây? Còn tên nào nữa không? Giá như mà có ai ngồi để cựu cho mình lên cái đoạn này thì ngon. À, đây rồi, tuyệt vời. Thời cơ của mình đây rồi, lao lên luôn. Núp. Ô thôi. Cái méo gì thế? Lúc nãy thì mình kêu đằng trước thì thằng đằng sau nó móc. Giờ kêu thằng đằng sau thì giờ bị thằng đằng trước nhà nó móc. Cay thế nhỉ. Rồi ông này. Thật sự thì bạn cần phải nít một mình bạn công như thế này thì thật sự không thể thắng được. Đùa. Nhây với bệt tìm bên bạn hơi bị nhiều đấy. Mấy ông thật sự mấy ông kia cứ thủ thật sự rất là khó công luôn. Trong khi đó thì đồng đội mình cứ đứng ở nhà thôi. Đây rồi.
Mày chết này, mày chết này rồi, lúc nãy dám đứng ở trong ngách rồi bóc anh. Đây nữa này rồi. Lần này lao vào trong ngách luôn. Úi trời, biết ngay. Lần này thì chết đi. Còn một tên nữa. Á, á, đằng sau mình. Này thì, này thì, ô đâu rồi. Ô. Này thì, núp vào, á, mất máu, ô. Thôi lại ngu người luôn. Tự nó đứng, nó cầm dao, nó chém ngang với mình chứ. Ai ngờ lao vào nhanh thật. Đỉnh mạnh cuối cùng để săn bằng tỷ số rồi. Nhanh hơi nhiều rồi đấy. Thôi xong luôn. Đừng có báo trận này để thua ấy nha. Đi đâu đây? Rồi yếu máu rồi, yếu máu rồi. Yếu máu là của tôi. Mày yếu máu rồi. Ra thế mạng à. Còn 2 đấu 2. Rồi rồi. Có đấu súng rồi. Hay quá. Đồng đội bắn rất là hay. Còn một tên nữa. Một tên nữa đâu rồi? Không có này. Rồi chắc là đi được nhà mình rồi. Ngách nhà mình rồi. Ừ, mình nghe. Ui dồi ôi, snip đâu ấy? Ô đây này. Biết ngay trong ngách nhà mình. Mình cứ nghe cái tiếng chân lanh quanh rồi, sợ nó núp. Còn trận cuối cùng cho kết thúc luôn đi nào. Nhảy nhiều quá. Ôi ơi. Nào lên nào. Đồng đội đâu lên. Ô. Ui rồi hai tên. Thôi thôi thôi, thôi cám lợi. Đùa giã 4-5 phát vào đầu mới chết đấy. Có phải thật sự rất là yếu luôn. Cũng may được cái xạ tốc. Thôi. Được cái xạ tốc nó nhanh. Rồi rồi ôi, lần này không biết là hòa hay là như thế nào đây. Không biết là thắng luôn hay là bị bên địch săn hòa tỷ số đây. Cố gắng thắng dùng đôi trái. Rồi hay quá. Còn một tên kìa. Ơ ông kia. Ông kia trời. Quay lại. Sao không lên hỗ trợ cùng với đồng đội đây còn đi lẻ ra nữa. Ông này hay nhỉ. Giờ mới lên thì làm ăn được cái gì. Lần này mà để thua thì đúng rồi. Rồi mày quá. Và kết thúc cái trận đấu thứ hai. Rồi chắc có lẽ mình xin kết thúc cái clip tại đây thôi. Nó cũng khá là câu giờ cái trận đấu thứ hai này rồi. Ok, nếu các bạn thích cái clip này thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào.